Thứ sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2018. An ba là má đàn ông, con đàn ông nội của đàn ba. Này, đây này, con ghệ má, ngủ đi chơi cái cày. Alo. Gì ba? Em mà. Ông gửi số của tôi, ông hỏi em mà, ông rảnh vãi, bị điên không nội? Nhớ anh không? Ngày sáng sớm chưa ăn gì hết trơn, hỏi gì tào lao vậy ba? Nhớ à? Nhớ cái ông nội, ông nó qua chợ đi sáng lẹ đi ông nội. Làm gì đây? Làm con mắt ông nó bụng thấy bà nội qua lẹ đi, thôi tôi kêu ông khác chở đi à. À. Đến với anh này. Ừ, chú ông đến đi, rồi tôi cho ông hai búa. Đừng có buồn phiền. Cái bụng chết mẹ rồi lẹ đi ông nội ơi, nó sùm sàm rồi, thôi à, cúp máy à. Alo. Con mẹ nó chơi vậy chơi, nó cướp máy rồi, con quỷ này. Hey, để suy nghĩ coi bữa nay chợ ăn cái gì vậy ta. Bún riêu ha. Đó, bún riêu con mẹ nó ăn ba mắm tôm hồi hôm thứ lần. Thôi đi. Thì bây giờ đã biết ăn gì rồi, thôi đi đi tính. Hey, suy nghĩ coi bữa nay đi xe gì. Tím hả? Tím nho hả? Cuối tuần cho tím thủy chung rồi. Thôi. Xe trắng đi, màu trắng rồi, thôi màu trắng rồi, nghe giống xe tan quá đó, có thằng nào lộ bố mua biết này, vãi mẹ. Bây giờ tình yêu phải không, bây giờ là tới tháng rồi, bây giờ đi chiếc màu đỏ đi. Bữa nay con quỷ kia nó tới tháng rồi, bây giờ mình đi chiếc màu đỏ nè. Đó, đỏ là đỏ lầm luôn. Ok, go. Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, có một con chim. Yeah. Em cho anh ăn chuối mà sao anh đi ăn bôi. Nè con quỷ Anat bây giờ nó làm gì ta? Nè, để điện cho nó coi. Giờ này chắc đang đi chịch chai quá. Alo, ai vậy? Tao Violet thằng má, không có lô số điện thoại hả mẹ. Trời à, đẹp mày hả trời, tao tưởng cái con cô hồn nào mới mua iPhone 10, thành ra nó chưa lưu danh bà, chưa có ái danh bà qua kịp. Sorry á. Xó con mắt mày, ơi con quỷ đi ăn bánh tráng trộn trà sữa không? Trời ơi, giờ ai mà ăn bánh tráng trộn trà sữa đó bà ơi, bây giờ mới tôi đổi gu rồi. Đổi gu gì bà nội? Trời ơi, cái gu của ta, cái xu hướng của ta bây giờ là ăn cà nao uống trà đá luôn mà bà ơi, bà lúa rồi. Má, cái gu gì biến thái vậy má? Biến cái đầu bà ha, nó chơi thôi chứ chuẩn bị đi ăn sáng với người yêu má ơi. Á đù, ai vãi. Á à, thơ của tao chứ ai. Quỷ nó mới sắm chiếc Lambo ghi con mẹ nó này rất là đẹp của mày. Hơi bị đẹp đó, chúng tôi sẽ phì cho mày coi. Á đù, thơm vãi. Thế nào cũng có kèo chịch trên xe à, sướng rồi. Muốn sướng không, nhào vô đây. Chụy là chụy, không có xài đồ second hand nha. Thôi đi à. Á, chụy đi nhảy tiếp đây, bye bye. Nhà em có ba làm cán bộ, tường thật là cao, có dây leo trước nhà. Nhà anh có ba đạp xích lô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Dạ, Anat nghe. Con mẹ nó, ông muốn tôi chửi nữa hả gì ông nội? Ông tới đâu rồi, ông tới chưa? Nhớ anh không? Ông thấy một con nhỏ đẹp gái mà hiếp một thằng, thấy gớm chưa? Hả, thấy chưa? Hi, giỡn chút, mà sao người đẹp nó dễ quả quá vậy? Nói chết con mẹ luôn rồi đó, ông giỡn ha, ông chừng nha, thấy chưa? Ông tới đâu rồi? Anh đã đến dưới nhà và đang chờ em Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt cái bà nội không? Ông chọc cái miệng của bổng cô nương đúng không? Đúng không? Ông ở đi, ông đợi 5 phút bổng cô nương sẽ xuống. La 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 được đi ăn sáng rồi, được đi chơi rồi. Yeah la 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 la
giúp mẹ lụm đấy xuống chứ. La 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 la. Chàng hỡi, chàng ơi, em tới đây chàng ơi. Con phò này làm cái gì luôn vậy? Thay mấy bộ đồ sáng giờ 3 tiếng đồng hồ chưa xong. Tới luôn đi ní ơi, trời ơi, má chạy xe gì đậu lâm la với đường như vậy. Đây là đường của bố, bố thích thì bố đậu nhá. Đòi qua xem ơi, những đòi qua xem tím chiều quang bèn bèn. Làm con mẹ gì lâu vậy, cái đấy sáng giờ 3-4 tiếng đồng hồ mà giờ này mới trang điểm xong vậy mẹ. Sao rồi hôm qua đi chơi với anh kia có làm ăn được gì không? Uống trà sữa xong chịch hai cái xong đi về. Á đồ ngon. Á đồ bữa nay người ta đi chơi đông vậy. Bữa nay thứ sáu mà sao không đi chơi đông được. Thứ sáu mất gì đi chơi đông mà. Má chờ tao với ba. Baby ơi, cảnh đẹp vậy, cái lờ baby hả? Đúng rồi đó, baby à, tôi cũng chưa thấy thằng nào giống như baby. Đói bụng chết con mẹ, dẫn xuống đây ngắm biển. Con mẹ nó cái kèo này không chia tay hơi phí nha. À chết bà nội, anh quên. Baby chờ anh chút để anh kêu shipper đem đoạn tới nha. Trong 5 phút có liền. Má, chị này ai gọi vậy? Alo, alo. Alo, alo, ai vậy, ai vậy? Sao rồi, sao rồi? Chịch chưa, chịch chưa? Má làm gì gà vậy mẹ? Đụng cái đập máy, đụng cái đập máy á mẹ. Phải từ từ gì, phải có quá trình chứ đúng không? Trời ơi, chịch lẹ, để lòng hơi lông đó má ơi. Ừ, hỡi lông thằng nào rồi hả? Trời, tất cả các thể loại lông trên đời này chị đây đều đã nếm qua ha. Thôi, chị đi nếm lông tiếp đây ha. Bye bye. Bé bè ơi, em ăn bánh bò bánh tiêu không? Không mẹ, nó chạy Lamborghini mà sáng hỏi ăn bánh bò bánh tiêu không? Đi về. Giỡn chút mà bé bè. Ok, mình ăn phở bò Úc đi. Con mẹ nó dễ phải được không? Nó số thằng ăn phở số mấy quên mất tiêu rồi ta. Nó không có kêu cho ăn cho nó chờ chết mẹ luôn quá. À, đây, 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 đây. À, hên vậy. Á đồ ngon, sáng sớm có người á, order đặt hàng, thơm. Alo, phở bò Úc có dòi bò lúc nhúc xin nghe. Alo, có ăn phở bò không em trai ơi? Dạ có anh trai ơi, anh Trang phở gì nói em ship tới nơi luôn nè anh trai. À, phở còn nạm với gân không anh trai? Dạ nạm gân còn anh trai ơi, anh Trang mấy tô để em làm luôn nè. Một tô nạm gân ha anh trai, một tô nạm gân đặc biệt luôn ha. Ok em trai, cho anh hai tô tái bò viên ha. Sáng sớm mở hàng tàu lao em tán chích mẹ nha anh trai nha. Hi hi hi, giỡn chút mẹ em trai nắm tắm quá vậy. Giỡn con mẹ anh sáng giờ bán ếm, cái mỗi lần sáng giờ bán lưu bu muốn chết mà không còn giỡn nữa. Ok, 15 phút là tới ngay, anh trai đợi 15 phút nha anh trai. Bánh bò bánh tiêu em gánh ra cho kịp chợ chiều. 6.000 một nồi, mời cô bác ghé mua giùm em. Bánh này ngon lắm, cô bác ăn vào là uống thuốc ỉa chạy. Phở tái anh trai ơi, hai tô tái bò viên nè anh trai. Ok, hai tô nhiêu vậy em trai? Dạ hai tô 30 anh trai ơi. Trời, rẻ vậy, cho em trai luôn 50 khỏi thối em trai. Giỡn hả má, 30 đô đó má ơi. Đây là cô du lịch làm gì có giá 30 ngàn hả má. Má dưới quê mới lên hả má. Vậy có chè hai tô phở 600 ngàn. Trời ơi, vậy là rẻ đó anh trai, có chỗ nó bán hai tô triệu mấy nè, mấy lát 600 là anh em mình tình cảm rồi đó. Bây giờ anh trả không là anh muốn vừa ăn phở vừa bò. Bây giờ tao không trả nữa rồi mày làm gì tao? Bây giờ tao trả hai tô phở này lại cho mày, tao không trả tiền cho mày làm gì tao à? Dạ đơn giản thôi anh trai, không trả nè. Má đứa không trả cái hai tô phở mà bây giờ nó quýnh má nhập viện luôn. Té tao, té tao, chết tao, chết tao. Ây da.
Hey, chào các bạn, đã hết tập 1 rồi. Các bạn hãy đón chờ xem tập 2 ha. Và các bạn đừng quên bấm like và bấm subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình làm ra thật là nhiều video thật hấp dẫn và hay hơn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.